học cơ sở Trung An, tiểu học Trung An, tiểu học Phước Thạnh, mầm non Vàng Anh, mầm non Bình Minh, trung học cơ sở Phú Thạnh. Đội số 3 sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục Xóm Cổ Tích. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón đội số 3. Kính thưa quý vị, tuổi thơ của chúng ta đều gắn liền với những nhân vật cổ tích như chị Hằng, Bạch Tuyết, Lọ Lem, Tấm Cám. Những nhân vật ấy giúp ta hướng đến cái chân thiện mỹ và lòng nhân ái. Hôm nay, cô ấy xin mời tất cả mọi người, chúng ta cùng đón xem lại những nhân vật đó qua Xóm Cổ Tích. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Chị Hằng Nga đi đâu vậy? Ủa? Ủa? Chị Hằng Nga,
của Vàng ơi, hài ta còn giữ đây. Mọi người ơi, có ai thấy chiếc hài của em ở đâu không mọi người? Ờ, hài của em đây mà. Thử coi. Đúng là đẹp rồi. Ta đã tìm được nè. Chúng ta hãy bỏ qua hận thù, chiến tranh đau thương, bỏ qua tất cả những sân si đố kỵ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành hạnh phúc và cùng cười hàng Nga phát quà cho các thiếu nhi trong ngày hội hôm nay. Phần dự thi của đơn vị số 3 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Cuối lời xin được kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho hội thi chúng ta được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Cái từ đầu chương trình thì quý đại biểu, quý phụ huynh